Hyundai Santa Fe luôn là lựa chọn hàng đầu cho những gia đình năng động. Và giờ đây, phiên bản 2024 đã chính thức ra mắt với diện mạo táo bạo hơn bao giờ hết. Chiếc xe được trang bị công nghệ hiện đại bậc nhất cùng thiết kế thu hút mọi ánh nhìn. Đây không chỉ là một bản nâng cấp đơn thuần, mà là một cuộc cách mạng toàn diện. Hyundai đã tái định nghĩa dòng xe SUV với Santa Fe 2024. Một chiếc xe vừa thời trang vừa tiễn dụng, từ động cơ mạnh mẽ đến nỗi thật sang trọng, Santa Fe 2024 thực sự là một bước đột phá. Trong video này, hãy cùng chúng tôi khám phá những điểm đặc biệt làm nên sức hút của chiếc SUV này, từ thiết kế, động cơ đến các tính năng nổi bật. Sẵn sàng choáng ngợp chưa nào? Ấn tượng đầu tiên về Santa Fe 2024 chính là thiết kế táo bạo. Với một diện mạo hoàn toàn mới, chiếc xe này thực sự nổi bật trên đường phố. Những đường cong mềm mại của thế hệ trước đã được thay thế bằng những đường nét góc cạnh, sặc sao, mang đến vẻ ngoài mạnh mẽ và cá tính. Những đường nét này không chỉ tạo nên sự khác biệt mà còn thể hiện sự tiến bộ trong thiết kế của Hyundai. Phần đầu xe nổi bật với lưỡi tan nhiệt hình thác nước đặc trưng của Hyundai, một thiết kế không chỉ đẹp mắt mà còn giúp tối ưu hóa luồng không khí, cải thiện hiệu suất động cơ. Kết hợp cùng cụm đèn pha LED sắc nét, hiện đại, mang đến khả năng chiếu sáng vượt trội trong mọi điều kiện. Đèn pha LED không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn có tuổi thọ cao hơn, đảm bảo an toàn cho người lái. Dải đèn LED ban ngày tạo nên điểm nhấn độc đáo, dễ dàng nhận diện. Đây là một yếu tố quan trọng giúp Santa Fe 2024 nổi bật giữa đám đông, đồng thời tăng cường an toàn khi lái xe ban ngày. Thiết kế hình hộp không chỉ giúp xe trông ấn tượng hơn mà còn giúp mở rộng không gian nội thất. Không gian rộng rãi này mang lại sự thoải mái cho cả người lái và hành khách, đặc biệt là trong những chuyến đi dài. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về điều này sau. Nội thất của Santa Fe 2024 không chỉ rộng rãi mà còn được trang bị nhiều tính năng hiện đại, mang lại trải nghiệm lái xe tuyệt vời. Giờ thì bạn chỉ cần biết rằng Santa Fe 2024 là sự kết hợp hoàn hảo giữa tính thẩm mỹ và sự tiến dụng. Với thiết kế mới, chiếc xe này không chỉ đẹp mắt mà còn rất thực dụng, đáp ứng mọi nhu cầu của người sử dụng. Từ việc di chuyển hàng ngày đến những chuyến đi xa, Santa Fe 2024 đều mang lại sự hài lòng tuyệt đối. Không chỉ sở hữu ngoại thất ấn tượng, nội thất của Santa Fe 2024 cũng sang trọng không kém. Mở cửa xe, bạn sẽ choáng ngợp bởi không gian cabin rộng rãi, được thiết kế tỉ mỉ và tinh tế. Hyundai đã rất chú trọng đến thiết kế và bố cục của khoang nội thất. Bằng điều khiển trung tâm nổi bật với màn hình cảm ứng giải trí cỡ lớn, trực quan và dễ sử dụng, vô lăng tích hợp nhiều nút bấm điều khiển tiện lợi, giúp bạn tập trung lái xe an toàn. Ghế ngồi êm ái, ôm sát cơ thể, mang đến sự thoải mái tối đa cho hành trình dài. Hàng ghế trước và sau đều rộng rãi, thoải mái cho mọi hành khách. Santa Fe 2024 thực sự là một chiếc SUV thoải mái cho mọi người. Santa Fe 2024 mang đến hai lựa chọn động cơ mạnh mẽ. Động cơ tiêu chuẩn là loại 2.5L 4 xi lanh, sản sinh công suất 191 mã lực, phù hợp cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị hay những chuyến đi xa. Nếu bạn muốn một chiếc xe mạnh mẽ hơn, động cơ 2.5L tăng áp với công suất 281 mã lực sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Nó biến Santa Fe thành một chiếc SUV thực sự bộc lửa, mang đến cảm giác phấn khích tột độ khi cầm lái. Cả hai loại động cơ đều kết hợp với hộp sổ tự động 8 cấp, sang số mượt mà, phản ứng nhanh nhạy, giúp xe vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Santa Fe cũng có nhiều chế độ lái, cho phép bạn tùy chỉnh hiệu suất xe theo ý muốn. An toàn là yếu tố quan trọng hàng đầu trên bất kỳ chiếc xe hơi hiện đại nào, đặc biệt là khi công nghệ ngày càng phát triển và nhu cầu về sự an toàn của người tiêu dùng ngày càng cao, và Santa Fe 2024 cũng không ngoại lệ. Với thiết kế hiện đại và các tính năng an toàn tiên tiến, chiếc xe này thực sự là một lựa chọn lý tưởng cho những ai coi trọng sự an toàn. Xe được trang bị tiêu chuẩn gói công nghệ an toàn tiên tiến, bao gồm các hệ thống hỗ trợ lái xe và bảo vệ hành khách, giúp bạn yên tâm hơn khi lái xe, đảm bảo an toàn cho bạn và hành khách trên mọi hành trình. Dù bạn đang lái xe trong thành phố hay trên những con đường xa lộ, Santa Fe 2024 luôn sẵn sàng bảo vệ bạn. Một trong những tính năng an toàn nổi bật là hệ thống hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc HDA của Hyundai. Hệ thống này không chỉ giúp bạn duy trì làn đường mà còn giảm thiểu nguy cơ tai nạn. Hệ thống sử dụng radar và camera để giám sát phía trước, phát hiện các chướng ngại vật và điều chỉnh tốc độ xe một cách tự động, giúp bạn lái xe an toàn hơn. Hỗ trợ giữ làn đường, đảm bảo rằng xe của bạn luôn ở trong làn đường an toàn, ngay cả khi bạn mất tập trung trong giây lát. Giảm thiểu căng thẳng cho người lái, giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn trong suốt hành trình, đặc biệt là trong những chuyến đi dài. Đặc biệt hữu ích trong những chuyến đi dài,
bạn có thể tận hưởng cảnh đẹp mà không phải lo lắng về an toàn. Các tính năng an toàn đáng chú ý khác bao gồm hệ thống giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và phanh khẩn cấp tự động. Hệ thống giám sát điểm mù giúp bạn nhận biết các phương tiện ở những vị trí khó nhìn thấy, giảm nguy cơ va chạm khi chuyển làn. Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau giúp bạn lùi xe an toàn hơn, đặc biệt là trong các bãi đỗ xe đông đúc. Và phanh khẩn cấp tự động, hệ thống này sẽ tự động phanh khi phát hiện nguy cơ va chạm, giúp bạn tránh được những tai nạn không mong muốn. Với hàng loạt công nghệ an toàn tiên tiến, Santa Fe 2024 không chỉ là một chiếc xe, mà còn là một người bạn đồng hành đáng tin cậy trên mỗi nẻo đường. Santa Fe 2024 mang đến sự an tâm tuyệt đối cho bạn và những người thân yêu. Hãy để Santa Fe 2024 bảo vệ bạn trên mọi hành trình, từ những chuyến đi ngắn trong thành phố đến những cuộc phiêu lưu dài ngày. Hyundai Santa Fe 2024 có nhiều phiên bản, mỗi phiên bản sở hữu những tính năng và trang bị khác nhau, cho phép bạn lựa chọn chiếc xe phù hợp nhất với nhu cầu và ngân sách. Phiên bản tiêu chuẩn có mức giá cạnh tranh, mang đến giá trị vượt trội. Phiên bản cao cấp Calligraphy với đầy đủ các tính năng sang trọng sẽ là lựa chọn dành cho những ai muốn trải nghiệm đỉnh cao. Tại Việt Nam, Santa Fe có giá khởi điểm từ 1,03 tỷ đồng cho phiên bản tiêu chuẩn dẫn động cầu trước. Phiên bản dẫn động 4 bánh có giá bán cao hơn. Phiên bản cao cấp nhất Santa Fe Calligraphy có giá 1,365 tỷ đồng. Mức giá này khá cao, nhưng bù lại, bạn sẽ sở hữu một chiếc xe với đầy đủ tiện nghi và công nghệ hiện đại. Phân khúc SUV cổ trung là một trong những phân khúc cạnh tranh nhất trên thị trường ô tô. Với sự xuất hiện của nhiều mẫu xe mới và sự cải tiến liên tục từ các hãng xe, người tiêu dùng có rất nhiều lựa chọn hấp dẫn. Santa Fe 2024 phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ sững sờ như Toyota Fortuner, một mẫu xe đã khẳng định được vị thế của mình với độ bền bỉ và khả năng vận hành mạnh mẽ. Mazda CX-8 và Kia Sorento cũng là những đối thủ đáng gờm, với thiết kế tinh tế và nhiều tính năng hiện đại, luôn thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Vậy Santa Fe có gì để cạnh tranh với những đối thủ đáng gờm này? Đầu tiên, chúng ta hãy cùng khám phá những điểm nổi bật của Santa Fe 2024. Về thiết kế, Santa Fe được đánh giá là một trong những chiếc SUV ấn tượng nhất phân khúc với kiểu dáng táo bạo, góc cạnh, thu hút mọi ánh nhìn. Những đường nét sắc sảo và mạnh mẽ của xe tạo nên một diện mạo đầy cuốn hút. Nội thất của Santa Fe cũng không kém phần ấn tượng. Với không gian rộng rãi, sang trọng và chất liệu cao cấp, xe mang lại cảm giác thoải mái và tiện nghi cho người sử dụng. Các chi tiết được chăm chút tỉ mỉ, tạo nên một không gian nội thất đẳng cấp. Santa Fe còn tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, từ hệ thống giải trí đến các tính năng hỗ trợ lái xe. Màn hình cảm ứng lớn, hệ thống âm thanh cao cấp và các kết nối thông minh giúp người lái và hành khách có những trải nghiệm tuyệt vời trên mọi hành trình. Những công nghệ này không chỉ mang lại sự tiện nghi mà còn vượt trội hơn hẳn các đối thủ, giúp Santa Fe nổi bật trong phân khúc SUV cổ trung. Về khả năng vận hành, Santa Fe cũng không hề kém cạnh với động cơ tăng áp mạnh mẽ, mang lại hiệu suất vượt trội và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng. Xe có thể dễ dàng vượt qua mọi địa hình và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Santa Fe sánh ngang với những chiếc SUV mạnh mẽ nhất trong phân khúc, mang lại trải nghiệm lái xe đầy phấn khích và an toàn. Chưa kể đến hệ thống an toàn tiên tiến, với các tính năng như cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn đường và hệ thống phanh tự động khẩn cấp. Những công nghệ này giúp bảo vệ tối đa cho người lái và hành khách. Tất cả những yếu tố này mang đến lợi thế cạnh tranh cho Santa Fe so với một số đối thủ. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế, công nghệ và hiệu suất, Santa Fe 2024 chắc chắn sẽ là một lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc SUV cổ trung. Hyundai Santa Fe 2024 không chỉ là một chiếc SUV thông thường, mà còn là biểu tượng cho phong cách, công nghệ và khẳng định vị thế của Hyundai. Chiếc xe được thiết kế để gây ấn tượng và nó đã làm được điều đó ở mọi khía cạnh. Từ thiết kế táo bạo đến nội thất sang trọng, Santa Fe toát lên vẻ tinh tế, khác biệt hoàn toàn so với những chiếc SUV thực dụng trước đây. Đây là chiếc xe dành cho những ai muốn thể hiện đẳng cấp. Không chỉ đẹp, Santa Fe còn là một chiếc xe thực dụng và linh hoạt, phù hợp cho những gia đình năng động, từ việc đưa đón con cái đến trường học cho đến những chuyến du lịch dài ngày. Những năm gần đây, Hyundai đã gặt hái được nhiều thành công vang dội với những mẫu xe ấn tượng. Santa Fe 2024 là sản phẩm mới nhất trong chuỗi thành công đó. Dường như Hyundai đang làm rất tốt, tuy nhiên thị trường ô tô luôn biến động không ngừng. Vậy Hyundai có thể duy trì chuỗi thành công này? Chỉ có thời gian mới trả lời được. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng Santa Fe 2024 là một chiếc SUV tuyệt vời, hội tụ đủ yếu tố để trở thành mẫu xe bán chạy.
Nó thời trang, tiến dụng và được trang bị nhiều công nghệ hiện đại. Đây là chiếc xe xứng đáng thành công. Thị trường SUV luôn phát triển không ngừng, các nhà sản xuất liên tục phá vỡ mọi giới hạn. Vậy Santa Fe 2024 sẽ ở đâu trong cuộc đua này? Với thiết kế táo bạo và công nghệ tiên tiến, Santa Fe là minh chứng cho tương lai của dòng xe SUV, nơi phong cách và chất lượng luôn song hành. Đó là tương lai mà những chiếc SUV sẽ thống trị từ đường phố đến những cung đường off-road. Santa Fe không chỉ bắt kịp thời đại mà còn thiết lập xu hướng mới cho dòng xe SUV. Liệu các nhà sản xuất khác có theo kịp? Hyundai Santa Fe 2024 là một bước đột phá, một chiếc SUV táo bạo, phong cách và mạnh mẽ, sẵn sàng chinh phục mọi nẻo đường. Chiếc xe được trang bị công nghệ hiện đại, mang đến trải nghiệm lái xe phấn khích và tinh tế. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc SUV mới, Santa Fe là lựa chọn hàng đầu, đáp ứng mọi nhu cầu của bạn. Chắc chắn nó sẽ gây ấn tượng mạnh mẽ với bạn và những hành khách đi cùng. Còn chần chừ gì nữa, hãy đến đại lý Hyundai gần nhất để trải nghiệm Santa Fe ngay hôm nay. Bạn sẽ